kiện đầu tiên đấy mà một nghệ sĩ kiện đơn vị thuộc nhà nước á, thì theo anh thì nó có là một cái kiểu gì, một cái dấu mốc gì đấy không? Với anh nghĩ nếu sau này mà có một cái sự kiện hoặc là sự việc nào mà tranh chấp giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ hoặc là nghệ sĩ với bất cứ lý do gì thì anh nghĩ là cứ mạnh dạn đi kiện, bởi vì đừng có ngại mất thời gian hoặc là mất hình ảnh của mình, cái người thì coi là nghệ sĩ. Thì khi mình kiện thì mình mới biết được là lẽ phải nằm ở đâu và cái nào đúng cái nào sai, và mình vẫn luôn luôn có cơ hội thắng nếu như là mình làm được. Em cảm ơn anh. Không phải là vô ích, và cái mục đích di kiện của Trinh ngay từ đầu Trinh đã xác nhận là Trinh đã xác định là Trinh di kiện bởi vì Trinh muốn đòi lại sự công bằng của Trinh cho Trinh, bởi vì Trinh là một diễn viên cũng là một người lao động, mà tự nhiên Trinh có cảm giác như là mình bị ăn hiếp á, cho nên là không biết làm như thế nào thì phải nhờ đến pháp luật phân xử giùm cho mình thôi. Còn cái số tiền mà hôm nay mà quý tòa đã nói ra con số á, thì bản thân Trinh lại suy nghĩ là Trinh đã đi đến pháp luật rồi, thì cái số tiền như thế nào thì Trinh hoàn toàn đồng ý, bởi vì bản thân Trinh cũng thấy mệt rồi, 3 năm rồi, quá mệt mỏi rồi, và cảm thấy là Trinh hài lòng với cái kết quả này. Dạ, cảm ơn.